Thị trường đã tạo đáy thành công hay chưa? Hay là một cái nhịp bull trap mới đang chờ đợi anh chị nhà đầu tư ở phía trước? Thì chúng ta ngày hôm nay cùng nhau chúng ta đi trả lời những cái câu hỏi như thế này. Và thực sự là ngày thứ sáu anh chị có thể thấy là khi mà vừa đi của chúng ta nó có yếu tố về mặt phản ứng với phiên giao dịch ngày thứ năm, tức là phản ứng với một cái nhịp gọi là mặc dù là thị trường giảm không mạnh nhưng rất nhiều cổ phiếu đi về vùng chiết khấu lớn, và cũng như là cái phiên giao dịch ngày thứ năm là một cái phiên giao dịch hết sức là hoảng loạn của thị trường, và cộng thêm là cái sự suy yếu của thị trường chứng khoán thế giới. Như anh chị có thể thấy là những cái phiên giao dịch gần đây là Dow Jones 30 nè anh chị ha, đạp rất là sâu, thì làm cho thị trường vừa đi của chúng ta ngày thứ sáu nó cũng có yếu tố vỡ gap. Và khi mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố về mặt hoảng loạn và mở gap và đa phần cổ phiếu nó về lại những cái vùng chiết khấu phía bên dưới, thì thị trường của mình nó có yếu tố cân bằng là phục hồi, tức là chúng ta đã có một cái nhịp thứ hai từ cái điểm mà điều chỉnh của thị trường. Đây là cái nhịp thứ nhất, đây là cái nhịp thứ hai mà thị trường của chúng ta đã phục hồi được. Và trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì em thấy là thị trường của mình nó có những cái yếu tố về mặt vẫn tiếp tục phân hóa, tức là sao ạ? Tức là những cái mã cổ phiếu mà đã chiết khấu sâu trong cái khoảng thời gian vừa rồi em nói với anh chị nhà đầu tư dạng như là FTS nè, đúng không ạ? Hay là BSI của dòng chứng khoán, đa số những cái mã cổ phiếu này nó ở trong cái vùng gọi là chiết khấu lớn rồi thì nó lại dễ những cái có những cái yếu tố về mặt là phục hồi và thậm chí là phục hồi mạnh hơn. Tuy nhiên, nói về những cái mã cổ phiếu mang cái tính chất là dẫn sóng và leader thị trường trong cái giai đoạn hiện tại, như anh chị điểm qua một xíu đi. Ví dụ như dòng chứng khoán thì chúng ta lại có HCM hoặc là SSI, hoặc là chúng ta lại có VCI, thì thực sự mà nói là các cái vận động phục hồi của nó chỉ ở trong cái ngưỡng gọi là quá bán và phục hồi kỹ thuật lên. Còn hiện tại thì cái yếu tố lực cầu thì anh chị thấy là đa số những cái mã cổ phiếu này thì thực sự mà nói là nó không có cái yếu tố về mặt là phục hồi quá mạnh mẽ. Và cũng như là ngày thứ sáu thì anh chị có thể kiểm chứng được một số cái mã cổ phiếu BIDV, Techcombank nè ha, một số cái mã cổ phiếu ngân hàng khác như là MB hoặc là HBG của dòng thép thì chúng ta điểm qua một xíu, tức là nó neo lại và nó có yếu tố về mặt đóng góp chỉ số cho thị trường, còn căn bản là cái yếu tố lực cầu thì nó chưa có cái yếu tố xuất hiện. Và ngày thứ sáu cũng là một cái nhịp gọi là cơ cấu quỹ của nhóm ngân hàng, khi mà các cái yếu tố về mặt quỹ người ta gom lại những cái mã cổ phiếu ngân hàng rất là nhiều, thì làm cho cái gì anh chị, làm cho những cái mặt bằng chung về điểm số và cũng như là cái yếu tố về mặt điều tiết chỉ số thị trường nó có những yếu tố nó bứt thoát đi lên ha. Thì cái quan điểm của mình đó là phục hồi sau cái nhịp test thất bại như thế này, thì quan điểm về thị trường nó sẽ như thế nào, và cũng như là khi mà em định lượng cho anh chị nhà đầu tư ở đây là mình nói rõ ràng luôn cho anh chị nhà đầu tư đó là thị trường mình nó sẽ còn một cái nhịp chiết khấu cuối cùng nữa trước khi đi vào một cái pha cân bằng và tạo đáy chính thức cho một cái chu kỳ mới của thị trường, đó sẽ là cái gì anh chị ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi phân tích và kiểm chứng cái quan điểm như thế này, thì anh chị nhà đầu tư có thể là theo dõi ở trong những cái clip ở trong cái vài phút sắp tới ha. Ok, về thị trường thì hiện tại thì em thấy cái cách đánh của vừa đi thì nó không làm cho anh chị nhà đầu tư toại nguyện ở cái điểm này, tức là thị trường nó không có toại nguyện nhà đầu tư được mà, tức là những cái pha phía trước này anh chị thấy thị trường điều chỉnh test D2 rất là đẹp, thấy rút chân đúng không ạ, vẫn neo lại MA10, MA20 vô mua đúng không ạ, kỳ vọng lên sau đó lại rủ rủ xong quay về là cái vùng chiết khấu, và cái vùng này em nói với anh chị nhà đầu tư là cái vùng gì ạ, cái vùng trendline của thị trường đúng không ạ, cái đây là cái vùng trendline của thị trường anh chị hình dung không, đây là cái vùng trendline của thị trường ha. Và khi mà thủng cái vùng trendline của thị trường nhà gọi là nhà đầu tư cá nhân trên thị trường đem hàng ra bán và cũng như là có yếu tố bán tháo rất là nhiều, nhưng khi đó lại phục hồi đúng không ạ, và sau đó quay trở lại trendline test thất bại, nhà đầu tư lại bán tháo nhịp số 2, bán tháo nhịp số 2 xong các yếu tố giải chấp nó xuất hiện, sau đó lại phục hồi ở trong các phiên giao dịch ngày thứ sáu, tức là cái vận động hiện tại của thị trường nó đánh cho anh chị nhà đầu tư gọi là xoay vòng luôn, ai mua thì tưởng như là chúng ta bị bull trap và ai bán chúng ta nghĩ là chúng ta bán ngay đáy rồi, và các cái yếu tố xoay vòng này liên tục xuất hiện, và thực sự mà nói là thị trường của chúng ta chỉ ở trong cái biên như thế này thôi. Nhưng mà em khá là chắc với anh chị nhà đầu tư là có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư là chúng ta bị lỗ rất là nhiều đúng không ạ, và cũng như là thị trường đang ở trong cái biên như thế này, nhưng rất nhiều cổ phiếu nó đã ở trong cái trạng thái chiết khấu đâu đó 10 20%, thậm chí là nhiều hơn thế nữa, thì đây là một cái trạng thái mà thị trường nó đánh cho anh chị nhà đầu tư không toại nguyện và xoay vòng như thế, hay nói đúng hơn là cái giai đoạn hiện tại của thị trường là cái giai đoạn mà bào mòn tài khoản của anh chị nhà đầu tư một cách cực kỳ nhanh. Thì làm sao để chúng ta xử lý cái vấn đề này, đó là anh chị nhà đầu tư phải xác định đâu là cái điểm gọi là phục hồi cuối cùng và cũng như là cái điểm
gọi là tạo đáy chính thức của thị trường để anh chị nhà đầu tư tham gia vào với một cái tâm thế đó là không bị thị trường nó xoay vòng nữa, được không ạ? Thì theo cái quan điểm và mình ngồi mình đi phân tích thị trường thì anh chị nhà đầu tư hình dung ra đó là nó sẽ còn một cái dịp Tết nữa để xử lý cái vấn đề này. Thứ nhất là sao? Thứ nhất là trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì để mà nói là theo cái quan điểm của em nhé, là thị trường nó đã đáy hay chưa, thì quan điểm của mình nó vẫn sẽ còn một cái nhịp gọi là giải chấp cuối, rũ xong giải chấp xong thì mới tạo đáy chính thức, chúng ta gọi là tạo đáy chu kỳ của thị trường. Tại vì sao lại như thế? Thứ nhất là anh chị nhìn vào cái mặt vận động trendline của thị trường ha. Đây là cái vùng trendline mà mình nói rất là nhiều ở trong những cái khoảng thời gian phía trước. Và nếu thật sự là thị trường của mình nó có những cái yếu tố về mặt là nó phá vỡ giá ở cái điểm này, được không ạ? Phá vỡ giá ở cái điểm này, sau đó phục hồi rũ bỏ sẽ cao đi lên ở trong cái thời gian phía sau ấy, và nó giữ được cái vùng này và nó có yếu tố về mặt đi lên tiếp. Đấy, thì đó là một cái trạng thái mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố về mặt phá vỡ giá và rũ bỏ anh chị nhà đầu tư xong đi lên luôn. Đó là cái cách đánh của thị trường mà nó hay ở trong cái vận động gọi là gãy trendline để nó rũ bỏ và đi lên đấy mọi người. Ha, ví dụ như cái đoạn này anh chị để ý nè. Ha, đấy, rũ gãy trendline xong phục hồi lại được là liên tục bò bò và tích lũy đi lên và đi lên trong cái dòng phía sau và đi lên rất là bền ở cái điểm này, và nó không có yếu tố vi phạm là cái pha phục hồi đầu tiên. Thứ nhất là về cái mặt gọi là vận động trendline của thị trường và theo cái hướng là rũ bỏ theo đường trendline thì tại thị trường chúng ta chưa đạt cái điểm này, và đây là cái điểm mà nó thẳng ra luôn, mình có gì nói đó anh chị ha. Tức là trong cái pha vừa rồi khi mà thị trường rũ bỏ sẽ cao trendline này, nó thất bại, mình cược ở cái pha này, cược ở cái pha này anh chị, cược ở pha này vào một số cổ phiếu như là ngân hàng và cũng như là một số cổ phiếu mid-cap như AAA, Tiên Phong Bank nè, đúng không ạ? Và cũng như là kỳ vọng giữ là một số các bài cổ phiếu mà nó chưa có những cái điểm vi phạm quá sâu. Thì ở đây mình chấp nhận mình giữ và mình chấp nhận mình cược đối với thị trường. Đúng không ạ? Nhưng mà khi lên đây thị trường của chúng ta nó có yếu tố mặt vi phạm là cái điểm này thì lập tức mình xử lý ngay những cái bài cổ phiếu mình đã cược ở trong cái giai đoạn đấy trước. Tức là mình bị fail ở cái điểm này. Được không ạ? Tức là chúng ta đánh cược theo thị trường ở một cái vận động là gãy trendline sprint để đi lên trong một cái sóng mới, thì hiện tại vernier của chúng ta chưa đạt ở cái điểm này. Đây là cái điểm mà em sẽ note lại cho anh chị nhà đầu tư có một cái góc độ hình dung rõ nhất về thị trường, về cái cấu trúc gãy gãy line thì chưa đạt, được không ạ? Một là cấu trúc gãy line thì chưa đạt. Tức là khi mà vi phạm cái điểm này mà nó vi phạm cái điểm phục hồi đầu tiên của thị trường thì thứ nhất là thị trường của chúng ta nó chưa đạt ha. Thứ hai á, là cái quan điểm của em về cái thị trường về nó có những cái yếu tố về mặt chưa tạo đáy xong. Tức là dòng ngân hàng hiện tại anh chị nhìn này. Ví dụ như là ngày thứ sáu nó có yếu tố về mặt cơ cấu quỹ, dòng tiền của quỹ người ta vào người ta gom ngân hàng, được không ạ? Thì anh chị hình dung ra là một số cái gặp vận động của dòng ngân hàng thì anh chị để là Techcombank, VIDV phục hồi rất là mạnh, đúng không ạ? Nhưng chúng ta quên mất là những cái mã cổ phiếu này là phần lớn là những cái mã cổ phiếu đã test nền trước thị trường rồi, hoặc có vài cái mã cổ phiếu như là BIDV nè hoặc là Techcombank đó mọi người. Nó có yếu tố về mặt gọi là nó giữ giá trong suốt cái pha điều chỉnh vừa rồi, đây cũng là một trong những cái đặc tính của thị trường và đây là cái điểm mà anh chị cần lưu ý nè, nó rất là quan trọng nhé. Tức là những cái pha vừa rồi là những cái thời điểm mà 1-2 tháng trước mà trước khi điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu này đã có một cái độ chiết khấu đủ lớn rồi. Như BIDV hoặc là Vietcombank anh chị hình dung là nó đã chiết khấu đủ lớn rồi, thì đoạn này nó có yếu tố về mặt là đi cầm máu. Hoặc như chúng ta nói đâu xa, ví dụ như những cái mã cổ phiếu mà nó đã ở cái ngưỡng chiết khấu quá lớn rồi anh chị, ví dụ như thế này thì nó đi phục hồi được và nó không có những cái trạng thái áp lực quá lớn đối với lại thị trường trong cái giai đoạn hiện tại, hoặc như BSA, được không ạ? Còn lại nhé, ví dụ như em nói với anh chị nhà đầu tư như là MB đi, ngày hôm thứ sáu nó phục hồi được không? Ngày hôm thứ sáu nó không phục hồi được nhé, tại vì MB căn bản là ở đây ví dụ như thị trường phục hồi kéo và kéo ATC rất là mạnh, đúng không? Nhưng phục hồi được gần chưa ngót nghét, chưa được 2%, và cũng như là cái điểm này vào tuần sau nó chạm lại cái cản hợp lưu của nó đấy. Cầu và thực sự để mà nói là cầu vào một cái yếu tố tạo đáy thì nó phải cao, còn cái vùng này thì nó chưa có yếu tố đạt, và cũng như là cái cấu trúc ba sóng giảm của một cái mã cổ phiếu trước khi mà nó test thành công thì em thấy là nó chưa chưa phải là một cái điểm test đủ tốt anh chị nha. Tại vì một cái vùng đáy hoặc là một cái vùng đi kiểm định lại những cái vùng hỗ trợ phía trước nó phải có một cái độ biên, cái độ mở biên, tức là cái độ rộng đó mọi người. Ví dụ như ở đây em nói với anh chị nhà đầu tư này, khi mà ngân hàng nó test xuống, đúng không ạ? Khi mà ngân hàng test xuống nó cân bằng, nó phục hồi cái điểm này, đúng không ạ? Và nó có yếu tố về mặt là phục hồi ngay đây, và có rất nhiều anh chị nhà đầu tư thấy thủng nền bạn
À, là anh chị bán được được rồi, anh chị bán đúng rồi, nhưng anh chị chết ở một cái điểm là anh chị sẽ quay trở lại vào cổ phiếu này và anh chị nghĩ là à, cổ phiếu nó đi tạo đáy rồi, lên sinh tạo ra một cái điểm chiết khấu tiếp theo và nó có yếu tố về mặt và là nó mới tạo đáy chu kỳ thành công nè, mọi người thấy không? Tức là cái chết của anh chị nhà đầu tư á, đoạn này mà lý do mà anh chị nhà đầu tư mà bị lỗ nhiều á thì đoạn này anh chị nhìn vào cái điểm này, à, đây là cái điểm tạo đỉnh, đây là cái điểm xác nhận, đúng không ạ? Đây là cái điểm xác nhận khi mà nó rủ thủng MA 10, MA 20 rồi bắt đầu có yếu tố về mặt phục hồi kiểm định là cái MA, nhưng mà thực sự là đóng không đạt, đúng không? Anh chị thấy là nó phục hồi lên đây đóng có đạt đâu, à, và nó có yếu tố về mặt gọi là cân bằng cái nhịp này và sau đó nó sẽ tạo ra một cái điểm chiết khấu đủ lớn, à, tức là nó còn một cái nhịp rũ cuối nữa trước khi mà nó đi tạo đáy thành công và nó bắt đầu nó tích lũy và đi lên trong dòng phía sau này. Tức là đa số những cái mẫu hình của cổ phiếu ngân hàng thì đoạn này em thấy là nó chưa có cái yếu tố nó đạt, vì thực chất là anh chị nhìn quay về nền cũ đúng không? Quay về nền cũ các yếu tố cầu vào thực sự nó chưa quá quyết liệt, mặc dù là có cái sự tham gia của quỹ người ta vào, người ta gom, người ta nâng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng lên, nhưng mà anh chị để ở phiên rút chân này so với cái đường MA này hoặc là so với càng cũ này còn quá xa, tức là lực cầu cổ phiếu nó đang có những cái yếu tố nó yếu và nó phải cần có một cái thời gian, tức là nó phải có những cái yếu tố nó đi test lại về cái vùng biên dưới này thêm một lần nữa thì nó mới có những cái trạng thái về mặt gọi là an toàn, mọi người ha. Em lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư nè, những cái phiên như thế này nó đi rủ anh chị nhà đầu tư đúng không ạ, anh chị thấy thủng này anh chị bán ra xong nó hồi ngược lại cho anh chị nhà đầu tư, vì nếu anh chị nhà đầu tư mua ở đây ok không sao cả, nó vẫn rất là tốt và anh chị có thời gian để anh chị nhau tôi có những cái trạng thái về việc gọi là bán ra hoặc cơ cấu danh mục, nhưng anh chị mua ở đây thì xác suất anh chị có ăn và anh chị dính thêm một cái nhịp điều chỉnh là khá là cao. Cho nên quan điểm của mình là cái thứ nhất là về cái dòng ngân hàng tại sao nó quan trọng như vậy, tại vì cái dòng ngân hàng là cái xương sống của thị trường và cái điểm này á sẽ là cái điểm mà nó rất là, à, nếu mà anh chị nhà đầu tư chưa có định hình được về thị trường thì nó sẽ rất là khó ở một cái điểm, đó là đoạn này nếu mà thị trường đi test lại, à, theo cái quan điểm của mình thì đa số cổ phiếu ngân hàng nó sẽ đi điều chỉnh và ngược lại những cái mã cổ phiếu đi chiết khấu sâu đã chiết khấu đủ lớn tạo ra một cái biên chiết khấu đó tầm khoảng là mười mấy 20% rồi thì đoạn này nó sẽ có những cái yếu tố cân bằng trở lại. Ví dụ như ACB hoặc là MB điểm này rủ về biên dưới, à, thì nó có yếu tố tạo đáy, còn ngược lại những cái mã cổ phiếu đã chiết khấu sâu trong cái quá trình vừa rồi thì anh chị để ví dụ như cái vùng này, BSI nó là chiết khấu đủ lớn rồi đúng không? Đấy, thì nó đang tạo ra cái biên cân bằng ở đây và nếu mà thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái nhịp rũ cuối ấy, thì thường là những cái mã cổ phiếu này đi kiểm định lại và lên sinh lại quanh những cái vùng phía dưới này, à, đúng không ạ? Ví dụ như cái điểm này mọi người, đúng không ạ? Nó chỉ quanh đây thôi, đấy, tức là nó chỉ quanh cái biên này thôi và đi lên sinh để kiểm định lại cái vùng phía dưới và nó có những cái trạng thái về mặt là đi cân bằng còn lên lại được, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là thị trường đi kiểm định cản, không có cầu và không có tạo ra một cái biên gọi là cái biên giảm điểm á mọi người. Tức là mọi người thường thấy mỗi những cái mã cổ phiếu trên thị trường của mình khi mà nó có những cái yếu tố về mặt tạo đáy chu kỳ đi, đúng không ạ? Đấy, nói về những cái mã cổ phiếu khác mọi người ha. Đấy, như là Tiên Phong. À, đúng không ạ? Khi mà đi tạo đáy chu kỳ nó sẽ mở biên ra. Đấy, nó mở biên ra, nó tạo ra một cái độ và cái độ chiết khấu, à, độ chiết khấu nhẹ. Sau đó bắt đầu có những cái yếu tố phục hồi đi lên. Còn quanh cái vùng này em nói với anh chị nhà đầu tư chỉ là một cái vùng cân bằng và chưa có những cái điều kiện về về spring, tức là chưa có những cái điều kiện về rũ bỏ thì thị trường của mình nó chưa thể nào nó có yếu tố về mặt tạo đáy được. Thì chúng ta sẽ đi nói với nhau về những cái pha cuối giảm của băng. Tức là băng nó chưa điều chỉnh xong. Đó, và một số cái mã cổ phiếu mà trong tuần vừa rồi tại sao mình fail anh chị nào, mình cược ở cái điểm này. Đúng không ạ? Mình cược ở điểm này. Tại vì sao? Tại vì cái lúc đó thị trường quay trở lại trendline và mình cực khi mà thị trường gọi là quay trở lại trendline rồi nó sẽ tăng luôn. Và khi mà Tiên Phong nó có những cái tín hiệu xác nhận cầu vào, anh chị thấy không? Và nó đi hấp thụ những cái vùng đỉnh cũ phía trước nè. Đây là một cái tín hiệu tốt của một cái mã cổ phiếu. Và chúng ta có thể là có những cái trạng thái về việc chú ý vào. Tại vì khi mà nó quay lên đây nó hấp thụ những cái cung hàng bán ra của anh chị nhà đầu tư thì căn bản là cổ phiếu nó đang có những cái vận động khỏe rồi. Và cũng như là Tiên Phong thì trong giai đoạn vừa rồi nó không có một cái độ chiết không có độ yếu, tức là nó không có chiết khấu mạnh như là thị trường. Và đại này anh chị thấy mình cực ở cái điểm này và đóng trên MA rất là đẹp đúng không? Nhưng đi phủ nhận lại vì hiện tại là phục hồi dưới cái vùng biên dưới của thị trường và hiện tại cầu nó không vào nhiều nữa. Đây là một trong những cái yếu tố mà mình phải đặt ra một cái stop loss cho anh chị nhà đầu tư. Tức là đoạn vừa rồi mình mua ở đây, stop loss cái giá 17.2 và ngày thứ 6 chưa chạm stop loss thì mình vẫn chưa bán ra. Tuy nhiên nếu mà chạm stop loss em sẽ cơ cấu cổ phiếu này. Đấy, tránh cái trường hợp mà anh chị nhà đầu tư gọi là cầm lỗ quá sâu và đi về một cái thế là bị động ở trong cái giai đoạn tuần sau. Ví dụ như là tại sao mình bán, ví dụ như đoạn vừa rồi anh chị này đúng không ạ, anh chị thấy là cổ phiếu này test lại cái vùng đỉnh cũ, cầu vào rất là lớn, cầu vào thực sự là lớn đúng không ạ,
anh chị thấy volume bùng nổ, tức là bên này mặc dù là có bên bán nhưng mà cũng có bên mua, nó mới sinh ra một khối lượng lớn như thế này đúng không ạ? Nhưng mà nó có yếu tố về mặt là phủ nhận, xuyên phá hỗ trợ, ok đã chạm cái điểm này, mở gap ra phục hồi về 11.2, mình xử lý cơ cấu cổ phiếu đơn giản, tại vì đoạn này mình đã cược rồi thì mình không có yếu tố về mặt cầm nắm quá lâu đối với cổ phiếu ha. Ví dụ như một vài cổ phiếu như Hoa Sen đi, đúng không ạ? Hoa Sen anh chị thấy là mà bằng chung á, em nói với anh chị nhà đầu tư tại sao ngày hôm thứ sáu rất nhiều cổ phiếu gọi là những cái bài cổ phiếu về mặt đã chiết khấu lớn trong cái dòng vừa rồi của dòng thép đã đi phục hồi mạnh hơn, được không ạ? Đấy, tại vì những cái bài cổ phiếu này chiết khấu đủ lớn, rũ bỏ đủ sâu, nhà đầu tư kích bán là giải chấp nè đúng không anh chị, và sau đó là có những cái trạng thái là phục hồi được. Còn đối với Hoa Sen thì anh chị thấy là mặt bằng chung ngày hôm thứ sáu thì nó chỉ phục hồi đâu được tầm khoảng là gần 3% thôi, Nam Kim nó cũng như thế. Vậy hiện tại anh chị thấy là cầu vào nó không có cái yếu tố về mặt nó đạt, thì bản thân những cái mã cổ phiếu này nó phải tạo ra một cái điểm gọi là test lại để huy động cái dòng tiền ở phía dưới, thì khi đó cổ phiếu nó mới có yếu tố về mặt tạo đáy thành công. Anh chị hình dung không ạ? Còn cái điểm này mình thấy là cổ phiếu nó vẫn chưa có cái yếu tố về mặt là nó đạt ở trong cái giai đoạn sắp tới. Anh chị ạ, ví dụ như cái điểm này sau rũ bỏ, chứ không sau anh chị. Anh chị thấy nó phục hồi không? Phục hồi mà khối lượng này duy trì ở cái mức liên tục thấp như thế này thì căn bản nó sẽ còn một cái nhịp rũ của phía sau nữa. Và cái nhịp rũ phía sau này chúng ta sẽ là cái nhịp điểm mà gần như là cơ hội của tháng 8 mà anh chị nhờ tôi có thể nắm bắt. Hay nói đúng hơn là cái quan điểm của mình về thị trường là như thế này. Tức là anh chị nhà đầu tư lưu ý là điểm này của thị trường là thị trường sẽ còn test lại một nhịp cuối, đúng không ạ? Một nhịp cuối, và trong cái nhịp cuối này anh chị ha, thì những cái mà cổ phiếu đã chiết khấu xong thì nó sẽ đi gọi là cân bằng, đi cân bằng và không có yếu tố chiết khấu quá lớn nữa. Anh chị hình dung không ạ? Những cái mà cổ phiếu mà chưa chiết khấu thì bản thân nó sẽ là những cái mà cổ phiếu áp lực cho thị trường trong cái giai đoạn mà rũ cuối, tức là chúng ta có gọi là gì, cho thị trường thêm một nhịp nữa, tức là chúng ta có cái gì anh chị, hoặc là những cái mã cổ phiếu trụ neo giá trong cái dòng vừa rồi, hoặc là những cái mã cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là trong cái quá trình về mặt gọi là cuối tuần vừa rồi, chúng ta có một cái dạng gọi là một cái nhóm ngành nữa, đó là dầu khí, đúng không ạ? Anh chị để ý nè, ví dụ như em phân tích cho anh chị nhiều tới một số cái mã cổ phiếu như OI, trong cái tuần vừa rồi đã có yếu tố về mặt rút chân và đóng rất là đẹp đúng không? Nhưng anh chị mở khung tuần ra chị, đây là một cái phiên test phải nói là nó hơi bị bull trap mọi người. Nó hơi bị bull trap như là dòng ngân hàng đã, em nói với anh chị nhà đầu tư. Nó đóng vừa nhú vừa vực đỉnh sau đó quay trở lại có yếu tố test lại. Hoặc như ANV anh chị trong cái pha vừa rồi anh chị thấy. Đấy. Lên sân đúng không ạ? Nhú lên bắt đầu có yếu tố về mặt rút chân ở vùng cao sau đó test lại. Và căn bản là một số cái mà cổ phiếu dòng dầu khí anh chị thấy bắt đầu có yếu tố mà test lại liên tục nhưng mà rút chân nó không đạt, rút chân vẫn dưới MA 10, và MA 10 là cái MA mà rất là dễ để vượt qua nha, tại vì nó là theo cái khung ngày, nhưng mà cái khung ngày này là còn không vượt qua được, cái khung tuần này không vượt qua được cái khung ngày nữa, thì bản chất sức mạnh dòng tiền của thị trường thì em thấy là nó chưa có yếu tố cân bằng. Em lấy ví dụ trong cái đoạn trước như BR nè, nó cũng test lại, nó phục hồi nè. Tết lại phục hồi lần đầu tiên rồi, nhưng cái file này bị fail. File này bị fail thì phải đi rũ bỏ và đi cân bằng nền dưới thì mới có yếu tố đi lên lại. Tại vì căn bản anh chị phải hiểu là hiện tại cái dòng tiền của thị trường nó chỉ đến từ cái dòng tiền bắt đáy ở ngày thứ 6. Và cái dòng tiền của thị trường nó chỉ đến từ những cái dòng tiền về mặt cơ cấu quỹ ở trong một cái phiên thôi. Đấy, quỹ người ta không phải hôm nào người ta cũng mua đâu anh chị. Đúng không ạ? Thì nó chỉ mang cái tính chất là nhất thời, đúng không ạ? Và khi mà anh chị hình dung ra những cái dòng tiền bắt đáy thì tới cộng hàng bề người ta áp lực trên thị trường, và cũng như là các yếu tố về mặt quỹ, người ta không có những cái trạng thái người ta giải ngân liên tiếp trong cái dòng thị sau ở trong một cái bối cảnh mà thị trường hụt cầu như thế này, thì vườn đi của mình nó phải có một cái pha huy động dòng tiền, tức là test lại về cái vùng nền dưới trước khi mà nó hình thành được cái sóng mới, được không ạ? Đó là cái quan điểm của em về thị trường, và cũng như là cái điểm này mọi người phải lưu ý những cái bài cổ phiếu chiết khấu sau phải đi cân bằng những cái bài cổ phiếu lớn á. Đấy, những cái mã cổ phiếu mà chưa chiết khấu lớn á, thì nó phải áp lực cho thị trường thêm một nhịp nữa, đó là banh trụ dầu, hoặc là những cái mã cổ phiếu mà như là Hoa Sen, Nam Kim nè, nó còn phải test thêm một nhịp nữa quay về phía dưới này, đúng không ạ? Tại vì nếu mà anh chị hình dung ra là verni của mình nó cũng như thế, đây là cái trend khung tuần của thị trường, đây là cái trend và khung tuần của thị trường nha,
khung tuần anh chị nha. Và mọi người để tạo định gãy. Và cái tuần trước ấy, tuần trước ấy mọi người, là cái tuần này nè, là cái tuần mình cược ấy, được không ạ? Mặc dù đóng dưới MA nhé, nhưng mà nó chưa gãy trend, cược chưa gãy trend thì cược vô ở quanh cái vùng này. Nhưng cái tuần này của mình mặc dù vẫn là một cái phiên rút chân anh chị ha, vẫn là một cái phiên rút chân, nhưng có yếu tố về mặt đã bị đóng dưới cái đường trend line này rồi. Đã bị đóng dưới cái đường trend line này rồi nha. Mà khi mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố về mặt đóng dưới đường trend line thì nó phải có những cái trạng thái về việc đi rũ bỏ thêm một nhịp nữa. Đây là anh chị thật để ý này. Ví dụ như ở đây, nguyên cái đường trend line ở trong cái giai đoạn năm 2023, đúng không ạ? Rũ xuống, bắt đầu có yếu tố về mặt thủng trend line, rút chân lên đặt. Đây là cái pha cược. Nhưng nếu cái pha cược này bị fail, và đặc biệt là thị trường của mình đóng đỏ, đóng thủng đường trend line mà nó có yếu tố về mặt làm gì anh chị, đóng dưới cái đường MA này, thì nó phải còn cái nhịp rũ bỏ cuối cùng trước khi mà đi tạo đáy chính thức và tạo đáy chu kỳ để hình thành cái quá trình cân bằng và đi lên trong cái dòng phía sau. Và đồng thời cái pha này chúng ta cũng có thể gọi là một cái nhịp giải chấp cuối, khi mà những cái mã cổ phiếu mà chưa neo quá sâu trong cái dòng vừa rồi, ví dụ như em nói với anh chị nhà đầu tư là cổ phiếu MBS đi, đúng không? Một số cái mã cổ phiếu như MBS nè, hoặc là những cái mã cổ phiếu của những cái nhóm như là gì anh chị, Hoa Sen, Nam Kim nè, nó chưa có giải chấp xong. Mà khi mà chưa giải chấp xong á, thì các yếu tố quá trình mà tạo đáy đi lên nó chưa thành công. Ví dụ tại sao ở đây cũng là cái điểm rút chân, cũng đóng trên cái đường MA, đúng không ạ? Đây cũng là điểm rút chân và neo lại cái vùng nền cũ. Nhưng mà tại sao ở những cái dịp cuối nó vẫn phải có những cái yếu tố về mặt quá sao, tức là cái điều kiện cần mà đi lên ở đây, tức là nó phải có một cái pha huy động dòng tiền và đồng thời loại bỏ đi những cái nhà đầu tư đeo bám ở trên bằng việc là gãy nền, thủng nền với một cái biên độ chiết khấu sau, thì khi nó mới đi lên cân bằng được, đúng không ạ? Còn cái điểm này thì em đánh giá là thị trường của mình nó chưa có cái yếu tố cân bằng được, và dòng tiền ngày thứ sáu nó chỉ mang cái tính chất nhất thời, cho nên là cái điều kiện mà chúng ta đang chờ đợi của thị trường ở trong cái giai đoạn tuần sau ấy, đấy là chờ đợi một cái nhịp chiết khấu thêm nữa, đúng không ạ? Chờ đợi một cái nhịp chiết khấu thêm nữa, một cái nhịp giải chấp cuối cùng trước khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái trạng thái đi vào một cái pha tạo đáy chu kỳ và huy động dòng tiền. Khi đó thị trường mình rất là dễ, và cái yếu tố mà anh chị nhà đầu tư có bắt đáy ngay tại cái vùng đáy được hay không, nó không quan trọng. Anh chị mua giá nào nó không quan trọng, bằng cái thời điểm mà anh chị mua, thời điểm mua đúng là anh chị thắng, còn giá nào nó không quan trọng, được không ạ? Cho nên là cái cấu trúc mà anh chị nên xác định là cái cấu trúc ở cái điểm đó là cái pha cân bằng chính thức của thị trường ở cái điểm này, chứ không phải là anh chị mua ở đây sau lên đây anh chị thấy là ăn được một khúc, mà nhưng mà nếu mà không chốt được anh chị vẫn bị chắc bình thường, đúng không ạ? Còn mặt điểm số em nói với anh chị nhà đầu tư rồi, điểm này của thị trường sẽ là cái điểm mà thị trường nó không tác động lên điểm số quá nhiều đâu, tại vì đa phần đoạn này anh chị có thể thấy là thị trường neo điểm số, tại vì những cái mã cổ phiếu trụ nó mang cái tính chất là điều tiết, đúng không ạ? Nhưng mà những cái mã cổ phiếu midcap lại có những cái trạng thái về mặt là đi chiết khấu rất là lớn. Tức là đoạn này thị trường của chúng ta nắm midcap thì nó hơi có những cái trạng thái là bị rủi ro hơn. Còn những cái mã cổ phiếu về mặt là chủ hay là ngân hàng hay là chứng khoán, tức là đoạn này nó vẫn sẽ đi chiết khấu, nhưng biên độ chiết khấu của nó sẽ không nhiều như là những cái mã cổ phiếu midcap, đúng không ạ? Và nó sẽ còn một cái pha tác động cuối trước khi mà cân bằng đi lên trong cái dòng phía sau, và chờ đợi một cái điểm để chiết khấu cuối của thị trường. Quan điểm về một cái thị trường tạo đáy thì anh chị nhờ tôi phải hình dung đó, ở trong một cái pha tạo đáy của thị trường rất cần những cái điều kiện về mặt gọi là biên độ dao động, đúng không ạ? Trong một cái pha tạo đáy của thị trường anh chị để những cái pha tạo đáy chính thức của thị trường này, nó luôn luôn là một cái vùng chiết khấu, không có những cái điểm là phục hồi lên phục hồi xuống, phục hồi lên gọi là đây này, anh chị thấy phục hồi lên phục hồi xuống liên tục như này. Đây không phải là cái điểm gọi là tạo đáy của thị trường, và cái điểm tạo đáy cuối của thị trường bao giờ nó cũng phải có một cái độ chiết khấu trước khi mà đi lên ở trong cái nhịp phía sau, đúng không ạ? Đây nè, một cái nhịp chiết khấu đủ lớn đi lên trong cái nhịp phía sau, hoặc là một cái nhịp chiết khấu đủ lớn để tạo đáy chính thức đi lên, hoặc là đây là cái vùng tạo đáy sau điều chỉnh của thị trường, đúng không ạ? Nó luôn luôn là một cái nhịp gọi là wash out lớn và một cái nhịp chiết khấu lớn, chứ không phải là một cái pha cân bằng ở đây. Trên đó là lý do mà ngày hôm thứ sáu thì mình có những cái yếu tố mình xử lý, mình cơ cấu đi một số cái mã cổ phiếu mà nó không đạt, còn lại những cái mã cổ phiếu mà để mà nó mới chiết khấu sâu trong cái dạng vừa rồi ấy. Ví dụ con Dabaco này, đoạn vừa rồi bên mình mua ở cái điểm này, nó thẳng luôn mọi người. Mua cái điểm này, ăn rủ bỏ, ăn chỉnh bên đây, chấp nhận cầm thôi, tại vì nó qua cái điểm xử lý rồi. Và khi mà anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu này nó đạt được một cái vùng chiết khấu nó sớm và nó mạnh hơn thị trường, thì thường là khi mà thị trường điều chỉnh, nó không còn điều chỉnh quá nhiều nữa, mà khi mà thị trường nó có những cái góc độ về việc gọi là gì anh chị, phục hồi được, thì nó phục hồi mạnh hơn. Tức là đoạn này, những cái mã cổ phiếu chiết khấu sâu thì đi cân bằng, anh chị thấy vấn đề này không? Còn những cái mã cổ phiếu đi chiết khấu lớn thì nó sẽ áp lực cho thị trường thêm một nhịp nữa. Đó sẽ là những cái dòng như là gì vậy?
những cái dòng như là HCM này. À, nó sẽ có một cái nhịp gọi là rú xuống về nền cuối nè, thì nó mới có yếu tố cân bằng, hoặc là như là SSI này anh chị thấy đúng không ạ, nó chiết khấu đủ lớn rồi thì nó phải có những cái pha là cân bằng về nền dưới. Đấy. Và cái điểm này nè, cái điểm này là phải có những cái điểm về mặt cải thiện khối lượng, cải thiện lực cầu. Cái vùng này thì cầu nó chưa có vào đúng không ạ. Hoặc là hoa sen nam kim, hoa sen nam kim mình nói về nam kim luôn đi ha anh chị thấy, khi mà nó có yếu tố về mặt về nền cũ đó, à, đây là hỗ trợ nhưng mà cầu nó không vào thì nó phải có một cái nhịp chiết khấu nữa. Ví dụ như ở đây đúng không ạ, à, ví dụ như ở đây cân bằng, cân bằng phục hồi là xong, chiết khấu nè, phục hồi lại cân bằng ở đây, rồi có thêm một điểm nè để huy động cái lực cầu, và khi đó anh chị thấy là cầu người ta bắt đầu có những yếu tố người ta chạy vào này lớn hơn nè, khi đó cổ phiếu nó đi tạo đáy, cô hiện tại thì chưa, à, đúng không ạ, tức là những cái mặt cổ phiếu này hoặc là như là HBG này anh chị thấy không, đang cân bằng này, hoặc là như là những cái mặt cổ phiếu như FPT đúng không ạ. Đấy, mọi người có thể thấy là mặc dù là thị trường của mình nó có yếu tố về mặt nó phục hồi được, nhưng có rất nhiều cổ phiếu trụ nó vẫn ở trong cái trạng thái là chưa khỏa lấp được cái biên của nó, cái biên rơi của nó ha. Thì những cái mã cổ phiếu mà bị neo trong cái khoảng thời gian này, à, bị neo trong cái biên này, nó phải đi rủ về nền dưới, đi rủ về nền dưới thì nó mới có yếu tố huy động dòng tiền, huy động lực cầu, và khi đó thị trường mình nó có những cái trạng thái về mặt support lực cầu đi lên tại những cái vùng chiết khấu đủ tốt như thế này, thì khi nó mới kéo thị trường mang cái tính chất là bền vững được, à, được không? Thì cái điểm này là một cái điểm về quan điểm của thị trường mà anh chị nhà đầu tư của mình có thể lưu ý ha. Còn trong giai đoạn tuần sau thì hệ thống mình sau khi có những cái trạng thái đã ao bước một phần ra ngoài rồi thì mình sẽ tiếp tục chờ đợi những cái điểm này, tại vì cái điểm mình cương, cái điểm mà mình gọi là view thị trường tạo ra chính thức ở đây nó bị fail, cho nên là thôi bây giờ ao ra. Và cái điều kiện để mua lại em nói với anh chị nhà đầu tư đó là bây giờ thị trường của mình nó rủ bỏ, nó chiết khấu xong rồi thì nó bùng nổ thì mình mua, nó bùng nổ nó xác nhận khối lượng luôn, tức là xác nhận khối lượng đẩy cầu một cách cực kỳ mạnh luôn thì mình mua, còn không thì thôi các yếu tố mà mặt chờ đợi nó vẫn sẽ tiếp diễn anh chị ha. Cho nên mọi người phải xác định cho em cái biên này, nếu mà thị trường ở trong những cái phiên sắp tới nó cân bằng ở đây và nó có yếu tố mặt xác nhận lực cầu và nó có những cái trạng thái cải thiện về thanh khoản thì gần như là chúng ta sẽ có một cái điểm gọi là break out 1.300, và khi đó anh chị mua ở cái điểm bùng nổ này thực sự nó rất là an toàn. À, được không ạ? Còn khi mà anh chị cầm đen, anh chị chạy trước ô tô như thế này hoặc là như ở những cái giai đoạn phía trước thì căn bản là cái quá trình về việc gọi là cái gì anh chị cầm lãi của anh chị nhà đầu tư nó không được nhiều, và cái quá trình đi cùng thị trường nó cũng sẽ không được bền vững, à, được không ạ? Còn nếu mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố về mặt phục hồi lại được ở quanh cái điểm này thì nó gặp trendline cản chéo, nó gặp kháng cự, nó gặp MA cầu nó không duy trì được thì nó vẫn sẽ test đi test lại và nó lình xình ở trong cái biên như thế này. Tức là một á, khi mà thị trường hồi lên nó không có cầu thì cái biên giao dịch sideways như thế này nó vẫn sẽ tiếp tục, và chúng ta cố đấm ăn xôi trong cái thị trường mà anh chị thấy là 9 ăn 10 thua, 9 thua 10 ăn, à, 1 ăn như thế này thì nó sẽ không có an toàn. Cố đấm ăn xôi làm gì? Đúng không ạ? Còn nếu mà anh chị nhà đầu tư chờ đợi một cái nhịp xác nhận, à, có khối lượng, có cầu vào của thị trường, anh chị đẩy luôn một lần, tăng vốn một lần thì ở những cái điểm phía sau anh chị đánh rất là dễ, tại vì cầu nó vào nó support cho một cái trạng thái là vượt đỉnh của thị trường. À, được không ạ? Cho nên là cái điểm này anh chị cũng cần phải lưu ý, tại vì tuần sau thị trường của mình nó cũng vẫn sẽ có những một số cái áp lực về Dow Jones này, à, đúng không ạ? Về một số cái áp lực về Dow Jones và cũng như là hiện tại một số cái tình hình về chính trị nó cũng chưa được ổn cho lắm. Cho nên là cái quan điểm về mặt tận dụng tin tức và media để nó đạp chỉ số thị trường vẫn có thể xảy ra, à, được không? Cho nên là cái điểm mà mình đang view thị trường sẽ là cái điểm phía dưới, đúng không ạ? Nó sẽ còn test lại một nhịp nữa, giải chấp một nhịp nữa trước khi mà nó có những cái yếu tố cân bằng chính thức mà mình sẽ quay trở lại thị trường sau. Còn hiện tại khi mà nó có yếu tố cực fail rồi thì mình không cố đấm ăn xôi, mua vào bán ra liên tục ở những cái vùng này, bào mòn tài khoản của anh chị rất là nhanh. Và tại sao mình nói là ví dụ như BR đi, đúng không ạ? Con này là cổ phiếu, này là cổ phiếu mà mình đã dặn cho anh chị nhớ tới cái này của mình là anh chị nhớ stop loss tại cái vùng giá là 21.8 nha, để tránh cái trường hợp mà cổ phiếu nó có những cái yếu tố quay về lại cái vùng này mà nó làm cho anh chị nhà đầu tư mình gọi là gì, anh chị bị lỗ nặng. Ví dụ như là quanh cái điểm này mình mua, đúng không? Quanh cái điểm này mình mua đi. Hiện tại nếu mà nó vi phạm những cái vùng stop loss, ok, cứ 5-7% mình xử lý rất là đơn giản mọi người. Nhưng khi mà cổ phiếu nó test về vùng phía dưới này, anh chị sẽ gặp một cái vấn đề như thế này là có nên bán hay không? Cổ phiếu giảm sâu quá rồi bán làm gì được? Cổ phiếu về hỗ trợ bán làm gì được? Và nó sẽ xảy ra quá trình là đi chiết khấu sâu, đi cứa máu anh chị nhà đầu tư mà chúng ta không thể làm gì cả, tránh cái trường hợp như thế. Ha, cho nên là có thể xử lý sớm. Và bản thân của những cái mã cổ phiếu như dòng dầu khí chúng ta có BR này thì hôm ngày thứ sáu thì nó cũng không phục hồi được so với thị trường chung, và cũng như là anh chị thấy nó vẫn đóng đỏ thì căn bản ở những vùng này nó chưa ok cho lắm, nó chưa có yếu tố hoàn thiện, hoặc là như là bao anh chị thấy không?
những cái mã cổ phiếu chưa có sau đi tạo đáy hai cân bằng, nhưng mà thực sự là lực cầu trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì nó không có. Cho nên cái quan điểm của mình lên đây nó sẽ có những yếu tố về mặt gọi là gãy rũ, đúng không ạ? Lên đây lên sân gãy rũ test là một nhịp nữa thì nếu mà có yếu tố cân bằng được ha. Tránh những cái trường hợp mà anh chị nhà đầu tư mua quá sớm để chúng ta lãnh những cái yếu tố về mặt đi chiết khấu thêm của cổ phiếu. Còn cái quan điểm của em về thị trường thì anh chị nhà đầu tư có thể làm rõ cho em. Tuần sau mình vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi và nhìn chung là chờ đợi cái yếu tố mặt tạo đáy chính thức của thị trường, thì khi đó chúng ta sẽ lộ diện những cái nhóm ngành mà chúng ta có thể là giải ngân được. Ví dụ như tuần sau khi mà thị trường của chúng ta nó có yếu tố chiết khấu thêm thì cái nhóm đầu tiên mọi người nên chú ý đó sẽ là nhóm ngân hàng. Tại vì khi ví dụ như con MB Bank này rủ thêm một nhịp test về nền giữ gần như sẽ là cái đáy chính thức cho cái cổ phiếu ngân hàng, đúng không ạ? Và đây sẽ là cái điểm mà anh chị nên tham gia vào, không còn nên bán nữa. Còn những anh chị nhà đầu tư mua quá sớm thì cân nhắc cái vấn đề T cộng giúp em ha. Ok. Quan điểm của em về thị trường là như thế và hy vọng là có thể là giúp ích và chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư nhiều hơn những cái góc độ về thị trường. Chúc anh chị nhà đầu tư cuối tuần an lành và tuần sau chúng ta gặp lại trong những cái buổi livestream và nhận về thị trường ở trong cái nhịp phía sau ha.